Cô chào các em, rất vui được gặp lại các em ở tiết mỹ thuật của ngày hôm nay. Để chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay, các em chuẩn bị đồ dùng học tập, gồm có vở mỹ thuật, vở bài tập mỹ thuật, bút chì, gươm, hộp màu. Hôm nay chúng ta sang chủ đề số 2, chủ đề ngôi nhà của em. Tiết 1, vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên. Chúng ta sang hoạt động 1, khám phá. Các em quan sát, trên đây cô có hình ảnh của một số ngôi nhà. Các em hãy quan sát các ngôi nhà và thấy trong các ngôi nhà có những hình gì nè. À, mái nhà thì có hình chữ nhật, hình tam giác. Cửa ra vào, rồi các cái cây cột của nhà thì có hình chữ nhật đứng. Cửa sổ thì có hình vuông, hình tròn. Nhà thì có nhà được lợp bằng lá, nhà được lợp bằng ngói, bằng tôn. Có nhà trệt, có nhà lá, có nhà cao tầng. Màu sắc của những ngôi nhà cũng có rất nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài ngôi nhà thì xung quanh còn có thêm cỏ, cây, hoa, mây, bầu trời ở phía trên. Tiếp theo các em quan sát hình ảnh ngôi nhà trong tranh. Trong tranh, ngôi nhà được tạo phần mái nhà bằng hình tam giác. Tường nhà hình chữ nhật, cửa sổ hình tròn, hình vuông, cửa ra vào hình chữ nhật. Ngoài ngôi nhà thì xung quanh còn có thêm cây, thêm cầu thang, thêm ao cá, thêm mây, thêm ông mặt trời. Vậy các em quan sát thấy ngôi nhà được tạo từ các hình cơ bản. Mái nhà hay còn gọi là nóc nhà có thể là hình tam giác hoặc là hình chữ nhật. Tường nhà hay là thân nhà thì chúng ta có hình làm bằng hình chữ nhật. Cửa sổ hình tròn hoặc hình vuông, cửa ra vào hình chữ nhật đứng. Nhà có nhiều màu sắc khác nhau, mái nhà có thể được lợp ngói, lợp tôn hoặc là lợp lá. Các em vừa quan sát các đặc điểm của ngôi nhà, các bộ phận của ngôi nhà, biết hình dạng của các bộ phận ngôi nhà, chúng ta sẽ sang tiếp hoạt động 2, vẽ ngôi nhà. Chúng ta sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức. Bước đầu tiên để vẽ một bức tranh ngôi nhà kết hợp với cảnh thiên nhiên là chúng ta sẽ vẽ hình ngôi nhà. Vẽ hình ngôi nhà, phần mái nhà các em sẽ vẽ trước. Mái nhà các em có thể vẽ hình tam giác, hình chữ nhật. Sau khi vẽ phần mái, mình sẽ vẽ phần tường nhà hay là thân nhà. Vẽ cửa sổ, cửa ra vào. Sau khi vẽ ngôi nhà, bước thứ hai chúng ta sẽ vẽ thêm khung cảnh xung quanh. Khung cảnh xung quanh các em có thể vẽ thêm mặt đất. Trên mặt đất chúng ta sẽ vẽ cây, vẽ hàng rào, vẽ cỏ, vẽ hoa, vẽ con đường. Trên bầu trời chúng ta sẽ vẽ thêm ông mặt trời, thêm mây. Sau khi vẽ thêm khung cảnh thiên nhiên, bước thứ ba là mình sẽ vẽ màu cho tranh. Để vẽ màu cho bức tranh thì các em sẽ dùng các chấm, nét, hình mảng đã học ở chủ đề 1 để vẽ màu cho bức tranh. Ở đây cô sử dụng những nét gấp khúc để tô phần mái nhà, phần mảng màu để tô cho cửa và phần thân nhà và phần đường ra vào. Dùng các cái chấm màu để tô cho phần thân cây và phần nền. Dùng các nét ngang để tô cho mặt đất và thân cây. Các em chú ý chọn những cái màu sắc tươi sáng rực rỡ để tô màu đều, cố gắng đừng tô lem ra bên ngoài. Cô vừa hướng dẫn các em các bước để vẽ một bức tranh ngôi nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên. Trước khi các em làm bài, cô sẽ cho các em xem bài làm của các bạn học sinh. Các em quan sát tranh của các bạn đã vẽ tranh ngôi nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên. Các em quan sát. Cô vừa hướng dẫn các em các bước để vẽ tranh ngôi nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên. Cho các em xem bài làm của các bạn học sinh năm trước. Bây giờ các em chú ý nghe yêu cầu bài tập của cô.
Em hãy vẽ ngôi nhà và trang trí khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Vẽ vào trang 14 vở bài tập mỹ thuật lớp 1. Hoàn thành bài, chụp hình, gửi lên Link Padlet đến ngày 20 tháng 12 năm 2021. Chuẩn bị tiết học sau là ghép hình nhà. Để chuẩn bị cho tiết học này, các em chuẩn bị cho cô sách giáo khoa mỹ thuật, vở bài tập mỹ thuật, giấy màu, kéo, hồ. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em.